Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vụ án Nguyễn Đức Chung và canh bạc lớn của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối cùng, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung mà xã hội gọi là Trung Con cũng bị tống giam và khả năng ngồi tù như Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Đinh La Thăng là không nhỏ. Cả hai chính trị gia bị lộ này đều có điểm chung, họ từng làm vương làm tướng dưới thời của bà X, tức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của nhiệm kỳ trước. Nếu như bà Dũng thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư ở Đại hội 12, khó tưởng tượng là hai vị này ở vào hoàn cảnh như hiện nay. Và vụ Trung Con gặp đại họa cũng khẳng định rằng điểm tựa của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam không gì khác hơn chính là sự tiếp nối của cuộc chiến chống tham nhũng. Điều có thể thấy rõ trong mấy năm qua là bức tranh kinh tế Việt Nam không có gì đột phá và dịch bệnh virus Vũ Hán chỉ làm cho mọi thứ ảm đạm hơn. Cực chẳng đã, Việt Nam đã đành phải hủy các hợp đồng khai thác dầu khí ngoài Biển Đông do sức ép của ông bạn tốt, 4 tốt và 16 chữ vàng. Điều này khiến thiệt hại từ bồi thường hợp đồng và nguồn thu từ dầu khí lên đến nhiều tỷ đô la Mỹ. Tình hình xã hội cũng không được cải thiện, khiến cho những cột điện tiếp tục tìm đến các xứ tư bản để rồi chết ngạt trong thùng container trong năm ngoái hay phải bỏ ra cả triệu đô la để mong có cuốn hộ chiếu thứ hai mà người ta mới phát hiện ra. Không ngạc nhiên khi ông Trọng chọn chống tham nhũng để lập công dâng Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông Trọng bước vào Đại hội 13 với tuổi cao hơn và sức khỏe yếu đi rõ rệt. Mặc dù ông không phát đi tín hiệu nào cho thấy điều này ảnh hưởng đến tham vọng quyền lực tiếp tục ở lại thêm một nửa hoặc cả nhiệm kỳ 13 kế tiếp, và nó làm cho ông giống như Lukashenko ở Belarusia hay Putin ở Nga và Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Chỉ có điều là sức khỏe của ông điều giờ là bí mật quốc gia kém xa họ. Sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta cũng đã đồn đoán rằng ông Trọng sẽ ở lại nửa nhiệm kỳ để tìm truyền nhân. Nhưng rồi truyền nhân ông tìm không ra, không những cho chân Tổng Bí thư mà cả ghế Chủ tịch nước của ông Trần Đại Quang để lại sau này. Với chiếc lò nướng tham nhũng mà củi khô Đinh La Thăng tới củi tươi Nguyễn Đức Chung đều cháy rực, ông Nguyễn Phú Trọng làm cho nhiều quan to lo ngay ngáy. Trong một chế độ mà các quan chức được coi là bậc thầy tham nhũng, những ai chưa bị đều Trọng. Điều này cũng có nghĩa là số người muốn hạ bệ ông Trọng, trong đó có cả vây cánh trước đây của ông Nguyễn Tấn Dũng, không hề ít. Và nếu như ông Trọng không may rớt đài như ông Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12 vừa qua, một cuộc nổi dậy của phe ăn dày có thể làm cho cánh hậu hiện nay của ông Trọng bị điều đứng. Có lẽ đây là lý do dù đã già và yếu nhưng ông Trọng vẫn phải giữ chặt lấy cả hai ghế mà phải ủy viên Bộ Chính trị mới được ngồi như hiện nay. Sau khi Nguyễn Đức Chung bị tống giam, trong số những bình luận về vụ này có câu ở Việt Nam không có đúng với sai, chỉ có thắng hay thua. Hiện giờ thì phe của ông Trọng cũng đang thắng cả người dân trong nhiều vụ việc, trong đó có cả vụ Đồng Tâm hồi đầu năm nay. Với tình hình hiện nay thì câu phe nào thắng thì nhân dân đều bại của Nguyễn Duy lại vẫn đúng. Nếu đặt câu hỏi Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật trong vụ Nhật Cường để làm gì, sẽ thấy ngay thấy rất rõ cái tên Minh Hòa. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc và tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Thật ra dấu hỏi đối với Nguyễn Đức Chung đã được đặt ra ngay từ khi Nguyễn Hoàng Trung lái xe riêng của ông Chung cùng với hai người khác bị khởi tố tạm giam với cáo buộc chiếm đoạt tài liệu bí mật vụ án Nhật Cường. Bởi nếu đặt câu hỏi ông Trung chiếm đoạt tài liệu mật vụ Nhật Cường, sẽ thấy rõ ràng cái tên công ty cổ phần thương mại Minh Hoa, công ty Minh Hoa của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của ông Trung, làm giám đốc. Trong vụ Nhật Cường thì chính Minh Hoa này đã ký hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP trị giá 40,6 tỷ VNĐ
với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Hợp đồng 40,6 tỷ đô la này tạo điều kiện vừa đủ để cho liên danh Nhật Cường Đông Kinh thắng gói thầu 43 tỷ Việt Nam đồng của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, với điều kiện được bổ sung là phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, có tối thiểu một hợp đồng có giá trị 35 tỷ Việt Nam đồng. Hai bên thậm chí còn có biên bản nghiệm thu xác nhận Nhật Cường đã hoàn thành 85% khối lượng công việc. Biên bản được lập tháng 11 năm 2015, một tháng trước thời điểm mở thầu gói thầu của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Để thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cần phải mở ngoặc rằng ba cá nhân liên quan đến gói thầu này đã bị bắt. Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Học, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Phạm Thị Kim Tuyến, Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đông Kinh Lê Duy Tuấn, với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ khởi tố bắt ông Trung hôm nay có lẽ chỉ là sự khởi đầu, khi mà những sai phạm căn nguyên khiến cho hành vi chiếm đoạt tài liệu mật vẫn còn đang và sẽ được xử lý. Trong chiều hướng ngược lại, hôm nay dư luận hết lời ca ngợi nguyên Phó Chủ tịch Quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải khi ông bỏ tiền túi mua một chiếc xe cứu thương, tự lái nó để đưa giúp bà con bệnh nhân nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh về quê hoàn toàn miễn phí. Ông Hải cũng sinh năm 1967, vừa bằng tuổi của ông Trung. Mới biết cái sự biết đủ, biết dừng đúng lúc nó tuyệt vời thế nào. Mới biết nếu như đừng tham lam vơ vét để rồi bất chấp làm cả những việc không ai tin nổi, không dân nào chấp nhận được, người ta sẽ có được thứ quý giá nhất, sự tôn trọng của dân, giấc ngủ ngon mỗi tối. Thưa quý vị và các bạn, thuyết âm mưu là cách lý giải vấn đề còn ngờ vực theo hướng gán cho những bí hiểm của các thế lực ngầm, cá nhân hay tổ chức đứng đằng sau. Thuyết âm mưu có thể lan truyền trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, chính trị, tôn giáo, có thể liên quan đến các mục tiêu lớn như cáo buộc về sự thống trị của một quốc gia hoặc sự thống trị thế giới, hoặc có liên quan đến các sự kiện như các vụ ám sát, khủng bố, dịch bệnh đối với chế độ đảng toàn trị, chuyên chế công tác và cán bộ nội bộ bí mật. Bởi vậy, những thường tạo ra những suy đoán ngờ vực đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng. Việc bắt ông Chủ tịch thủ đô Hà Nội là một sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, chứa đựng giả thuyết nghi ngờ rằng liệu có liên quan đến chống tham nhũng hay cạnh tranh quyền lực trong bối cảnh đại hội đảng các cấp trên cơ sở sắp hoàn thành và chuẩn bị đại hội đảng trực thuộc Trung ương tiến đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều tối ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, các lãnh đạo có thẩm quyền đã có thông báo về quyết định tạm đình chỉ công tác về đảng và chính quyền đối với ông này, cách chức cấp bách. Và thời điểm bắt lúc ông này hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản và Chủ tịch thành phố đương nhiệm, khiến lan rộng đồn đoán về tính chất vụ án là nghiêm trọng, không chỉ là chống tham nhũng thông thường mà còn có thể liên quan đến chính trị nội bộ. Ông Chánh Văn phòng Bộ Công an thông báo rằng ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung có liên quan đến 3 vụ án. Một là liên quan đến công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị với các tội danh buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trước đó ít lâu, một số người có liên quan tới 3 vụ án trên đã bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam, và đã được nhiều bài báo nhà nước đưa tin, định hướng kiểu dọn đường dư luận. Bởi vậy, khi bắt tạm giam ông Trung là không quá bất ngờ với những ai quan tâm đến những vấn đề thời sự chính trị trong nước. Tuy nhiên, về mặt hình thức thì một số nghi ngờ cần được lý giải vì sao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Nhật Cường đã kịp bỏ trốn,
cho đến nay thì vẫn chưa bắt được. Trước khi khởi tố bị can thì vụ án thứ hai liệu có liên quan đến người thân vợ con của ông Trung, tài liệu bí mật nhà nước bị chiếm đoạt là gì và tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia thành phố. Cả trong ba vụ án nêu trên vai trò của ông Trung như thế nào và ngoài ra liệu ông Trung có liên quan thế nào đến vụ Đồng Tâm. Khi ông từng đối thoại với người dân để giải tỏa cho 38 cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin bất đắc dĩ, dự kiến xét xử trong tháng 9 này. Hơn thế, tại sao ông Trung lại bị bắt trước thềm đại hội của Đảng? Động thái này nhằm mục đích gì và liệu sẽ có tác động thế nào đến quy hoạch nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ông Nguyễn Đức Trung năm nay 53 tuổi có quá trình thăng tiến thuận lợi. Ông đã từng nhiều năm công tác điều tra hình sự, lần lượt giữ các chức vụ phó rồi trưởng phòng cảnh sát hình sự, phó giám đốc công an rồi giám đốc công an thành phố Hà Nội 2012-2016. Ông được bầu làm phó bí thư thành ủy thành phố Hà Nội và chủ tịch ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ông có học vị tiến sĩ luật, từng được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004 khi 37 tuổi và được phong hàm thiếu tướng năm 2013 khi 46 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, công ty Minh Hòa của bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ của Nguyễn Đức Trung, bất ngờ giảm 90% vốn điều lệ. Trong một bài giới thiệu năm 2015, Minh Hòa từng cho biết sẽ phát triển theo hướng tập đoàn Minh Hòa Group, tham vọng mỗi năm mở từ 3 đến 5 siêu thị vừa và nhỏ tại thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, với diễn biến giảm vốn vừa qua thì tham vọng lớn của Minh Hòa xem chừng khó lòng có thể thực hiện. Theo nguồn tin của nhà đầu tư.vn, công ty cổ phần thương mại Minh Hòa ngày 20 tháng 12 năm 2019 vừa tiến hành giảm vốn điều lệ từ 50 tỷ xuống còn 5 tỷ Việt Nam đồng, tương đương giảm mức 90%. Việc giảm vốn diễn ra khá bất ngờ. Trước đó một năm, Minh Hòa cuối năm 2018 vừa điều chỉnh tăng vốn gấp đôi từ mức 25 tỷ Việt Nam đồng. Công ty cổ phần thương mại Minh Hòa được thành lập năm 1996, phát triển từ nền tảng là siêu thị Thái Hà, một trong những siêu thị đầu tiên tại Hà Nội, đặt trụ sở tại 174 Thái Hà. Năm 2013, siêu thị đổi tên thành Minh Hòa, là một siêu thị hàng hóa nổi tiếng tại Hà Nội. Hiện nay Minh Hòa có hai siêu thị là siêu thị Minh Hòa Thái Hà tại số 131 Thái Hà và siêu thị Minh Hòa Đặng Tiến Đông tại 12 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là Minh Hòa là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, sinh năm 1966, thường trú tại 174 Thái Hà, sinh sống tại 88 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Nữ doanh nhân năm nay 54 tuổi từng trực tiếp đứng tên sở hữu 90% cổ phần Minh Hòa trước khi giảm xuống còn 45% trong đợt tăng vốn cuối năm 2018. Hai cổ đông còn lại cùng địa chỉ thường trú với bà Hòa là ông Nguyễn Đức Hạnh nắm 30% và Nguyễn Đức Minh Hiền 25%. Hai người này đều là con trai của ông Nguyễn Đức Trung và bà Hòa. Trong một bài giới thiệu năm 2015, Minh Hòa từng cho biết là sẽ phát triển theo hướng tập đoàn Minh Hòa Group. Và hiện nay thì website chính thức của công ty tại địa chỉ siêu thị minhhoa.com cũng đã không còn truy cập được. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam mất định hướng phát triển. Trong không khí thê lương của nền kinh tế ảm đạm do cơn đại dịch virus Vũ Hán đợt 2 đổ ập lên các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, hầu như không ai chú ý gì đến Đại hội 13. Vì thế mới đây, để hâm nóng đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho tung ra hai sự kiện. Sự kiện đầu tiên là bài viết của Nguyễn Phú Trọng với tựa đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới". Có lẽ muốn tạo sự chú ý của mọi người về những điều mới lạ trong các văn kiện của Đại hội Đảng kỳ này. Ông Trọng đã quảng cáo khá nổ nhưng đọc xong ai cũng thấy rỗng tích. Các dự thảo văn kiện trình đại hội lần này đã và đang được chuẩn bị một cách rất công phu, bài bản, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học,
các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự lựa chọn chất lọc tham khảo và đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Sự kiện thứ hai là để chứng minh cho sự rỗng tích trong bài viết của ông Trọng, chính là nội dung nghèo nàn về các bài tường thuật của bài của các báo lề đảng về cuộc họp của tiểu ban kinh tế xã hội của Đại hội 13 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 8. Trong cuộc họp này, thì ông Phúc đã đưa ra hướng phát triển cho Việt Nam từ nay đến năm 2045 qua hai giai đoạn. Từ nay đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao. Từ năm 2030 đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại có thu nhập đầu người vào loại cao. Nghe qua, không ai hiểu ông Phúc và tiểu ban này muốn gì trong hai giai đoạn ấy. Phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại là phát triển cái gì, cụ thể ra sao trong một nền kinh tế yếu kém và chao đảo như hiện nay. Người ta còn nhớ trước đây đại hội đảng kỳ 9 vào năm 2001, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa chiến lược phát triển đến năm 2020, tạo nền tảng để đưa Việt Nam cơ bản trở thành quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cả đại hội như phát sốt vì viễn cảnh Việt Nam sắp đặt chân vào thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng đến năm 2016 thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân lúc đó mới được bầu lên làm Chủ tịch Quốc hội đã tuyên bố thừa nhận mục tiêu này đã thất bại. Nhận định về sự thất bại này, ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại Diễn đàn Sản xuất và Công nghiệp Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tại Hà Nội, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam lúc đó đã cho rằng nguyên nhân thất bại chủ yếu do chúng ta chỉ tập trung phát triển xây dựng, chỉ thích khai khoáng, chỉ chú trọng vào gia công, còn lĩnh vực cốt lõi nhất là chế biến, chế tạo thì chúng ta không tập trung. Nhưng đó chỉ là khía cạnh trong toàn bộ sự thất bại của nền kinh tế quái dị, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là hai hướng đi không bao giờ có chung mẫu số và nằm ngoài mọi lý thuyết kinh tế thế giới. Tháng 3 năm 2018, để che giấu cho sự thất bại của chiếc bánh vẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bộ Chính trị vẽ lại chiếc bánh bằng cách đưa nghị quyết 23 NQ trên TVK. Nghị quyết này một lần nữa thể hiện sự quyết tâm hoang đường bằng cách đặt ra mục tiêu mới, định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ lại cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp. Như thế thì thời gian tiến đến đài vinh quang được kéo dài thêm 10 năm bằng 2 kỳ đại hội đảng. Nay trong lúc chuẩn bị đại hội 13, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc và tiểu ban kinh tế xã hội cũng không vạch ra nổi được chiến lược nào rõ ràng để phát triển đất nước. Ông ta chỉ nhai lại nghị quyết 23 NQTVK cho thêm gia vị nổ để nói chung chung, cũng là Việt Nam năm 2030 thành nước phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Phúc không nói rõ phát triển cái gì và lấy gì để phát triển, cái đó hậu xét. Nhưng ông ta có cái ưu điểm là can đảm kéo dài thời gian thêm 15 năm để mọi người thấy cái tầm nhìn chiến lược của mình. Thật ra ngày nay thì nếu lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có tầm nhìn, sẽ thấy trong 20 năm tới sự phát triển của thế giới sẽ đặt trọng tâm vào công nghệ cao như những lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ và Big Data, và đó là những lĩnh vực chú trọng vào trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng của con người. Người Việt Nam không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới về mức hấp thu và sáng tạo khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Nhưng nếu bị những chặt trong chiếc lồng giáo dục, bị nhốt chặt trong chiếc lồng giáo dục sặc mùi chủ nghĩa Mác Lênin lạc hậu của chế độ toàn trị, sự thui chột về tư tưởng của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa sẽ dẫn đến việc họ sẽ không đóng góp được gì quan trọng trong phát triển khoa học kỹ thuật và giấc mơ công nghiệp hóa. Nếu Việt Nam không muốn mãi lạc hậu thì phải đặt trọng tâm phát triển đất nước trước tiên và vào phát triển sự nghiệp giáo dục,
tức phát triển toàn diện con người để khai thác sức sáng tạo của con người Việt Nam. Nói khác đi là phải khởi đầu lại bằng chương trình giáo dục khai phá và thay đổi nếp sinh hoạt độc tài, bè nhóm sang sinh hoạt mở rộng dân chủ, lấy con người làm trọng tâm trên nền tảng tôn vinh tự do dân chủ và nhân quyền. Đó mới thực sự là hướng phát triển đúng đắn để Việt Nam theo kịp và đóng góp thiết thực vào nền kinh tế thế giới văn minh và hiện đại. Còn nếu cứ loay hoay hồ hào công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo kiểu gia công cho đầu tư ngoại quốc để kiếm ăn và tự hào với GDP phát triển thần kỳ của Việt Nam, chỉ là quốc gia phát triển theo hướng tụt hậu. Nghĩa là người ta thì tiến lên hàng ngày, còn Việt Nam là người học trò ngoan, giỏi bắt chước cũng chỉ nhích lên từng bước và luôn luôn lẹt đẹt đi sau. Đảng Cộng sản Việt Nam dù có đưa ra thêm hàng chục mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với lời lẽ hòa mỹ cũng không thể nào thay đổi được thực trạng hiện nay. Ngoài tác dụng là những cái bánh vẽ mà người dân Việt Nam đã quá ngao ngán. Nếu định hướng năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển cao theo hướng công nghiệp hiện đại, tức công nghệ cao, thì ngay từ bây giờ phải xã hội hóa giáo dục và chấp nhận đa nguyên trong sinh hoạt chính trị, đồng thời mở rộng tự do và minh bạch để con người Việt Nam có thể phát triển hài hòa về mọi mặt. Trong điều kiện đó thì họa may đến năm 2045, Việt Nam mới có thể trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại đúng nghĩa, có thu nhập cao như mong muốn. Còn loay hoay phát triển theo kiểu hô hào, khẩu hiệu như mấy thập niên vừa qua thì Việt Nam tiếp tục công nghiệp hóa theo hướng làm thuê cho các nước công nghiệp tiên tiến mà thôi. Nói tóm lại, với lộ đồ phát triển theo dự thảo của Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội 13 cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn mất định hướng phát triển. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.